Chuyên gia nói Harry toát lên vẻ buồn bã giống vua anh từng thoái vị để lấy vợ Mỹ. Một nhà viết tiểu sử hoàng gia nhận định Harry trông khổ sở, buồn bã sống cử vương Edward VIII, người đã thoái vị để lấy vợ Mỹ qua hai lần đò sau khi anh rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia. Hugo Vickers tác giả cuốn tiểu sử về công tước xứ Ken và về thái hậu Elizabeth, mẹ nữ hoàng quá cố, khẳng định Cả Harry và vua Edward VIII dường như đều toát lên một nỗi buồn sau khi cắt hết những ràng buộc với Hoàng gia Anh. Theo Mel, công tước và nữ công tước xứ xác xét rút khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia năm 2020 vì muốn tránh khỏi sự soi mói của truyền thông và những áp lực khi là thành viên làm việc cho Hoàng gia. Tương tự vua Edward VIII thoái vị năm 1936 để được cưới Wallis Simpson, người phụ nữ Mỹ từng hai lần ly hôn Truyền tình của nhà vua lúc bấy giờ vấp phải sự phản đối của chính phủ Anh. Tuy Edward VIII chưa bao giờ thừa nhận thấy hối tiếc vì đã thoái vị, ông Vickers khẳng định, chưa từng nhìn thấy ai có đôi mắt buồn như vị cựu phương Anh. Tôi nghĩ lý do nữ hoàng luôn có một đôi mắt sáng long lanh đến thế là bởi bà luôn cống hiến hết mình cho các nhiệm vụ hoàng gia. Chuyên gia nói trong bài phát biểu ở lễ hội văn học Henley, The Times đưa tin. Vickers cho rằng Edward VIII tưởng sẽ tìm thấy hạnh phúc bằng việc kết hôn với bà Simpson, nhưng cuối cùng chỉ là trọng trách nghĩa vụ hoàng gia mới thực sự khiến ông hạnh phúc vui vẻ. Nếu bạn đánh thức ông ấy dậy lúc 4 giờ sáng và hỏi ông ấy có thấy hối hận hay không, chắc ông ấy sẽ trả lời là không, nhưng nếu bạn muốn biết ông ấy thực sự nghĩ gì, chỉ cần nhìn vào mắt là đủ, tác giả nói. Theo Vickers, hoàng tử Harry cũng toát lên vẻ không vui và buồn rầu sau khi từ bỏ vai trò thành viên làm việc cho hoàng gia Anh. Về phần công tước sứ sắc xét ai biết điều gì sẽ xảy ra với anh ấy, tôi nghĩ hoàng tử trông rất khổ sở, Vicker cờ khẳng định. Theo tác giả, quan điểm thu hẹp chế độ quân chủ của vua sát để tam sẽ gây rủi ro tới hoàng gia. Tôi không biết ông ấy sẽ áp dụng chế độ quân chủ thu hẹp ra sao bởi người dân vẫn muốn nhìn thấy họ. Nếu hoàng Elizabeth để nhị và hoàng thân Philip từng làm việc với khoảng 2.000 tổ chức, hoàng gia đã mất hoàng tử Andrew và hoàng tử Harry, vậy ai sẽ tiếp quản công việc? ông nói. Sau khi Edward VIII thoái phỉ, bố của nữ hoàng Elizabeth để nhị lên ngôi, trở thành vua George VI. Edward trở thành công tước xứ Windsor, còn bà Wallis Simpson là nữ công tước xứ Windsor. Các vợ chồng chuyển đến Pháp, tận hưởng cuộc sống sang trọng, xa hoa bên nhau. Edward qua đời năm 1972, còn bà Simpson mất năm 1986, thọ 89 tuổi. Vợ chồng nhà vua thoái vị của anh cũng từng gây tranh cãi khi có chuyến thăm thân thiện tới Đức Quốc xã vào năm 1937, nơi họ trò chuyện với Adolf Hitler. Andrew Morton, tác giả của cuốn Wallace in Love, The Untold Life of the Dark of Windsor, The Woman Who Changed the Monarchy, từng đi sâu vào cuộc hôn nhân của nhà Windsor. Năm 2018, Morton, người từng viết cuốn tiểu sử về cố công nương Diana, có cuộc trò chuyện với Annie Boss. Trong đó ông nói, cuộc hôn nhân của cửu Phương Anh và bà Willis Simpson hoàn toàn là một mớ hỗn đồn hơn là một cuộc hôn nhân bị cấm đoán. Edward tha thiết yêu Simpson và bà ấy cũng phải cố thể hiện khi nhận ra ông đã phải từ bỏ cả một đế chế hùng mạnh để cưới người phụ nữ Mỹ đã hai lần ly hôn như mình. Mốc thần nói, từ chối tình cảm, bà ấy sẽ là người phụ nữ bị chửi chùa nhiều nhất lịch sử nước Anh.